Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với mọi người một cái giống lan rừng. Đây là một cái loại lan hài mà để mang được nó về tới đây thì nó phải trải qua cái hành trình rất là khó khăn và cực kỳ là dài luôn mọi người nhé. Bởi vì cái cây lan hài này nó chỉ xuất hiện trong tự nhiên ở khu vực rừng Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Và cái cây này thì có tên gọi là hài Su Kha Kun Li mọi người nhé. Cây được đặt theo tên của ông Su Kha Kun là người đầu tiên tìm ra nó. Và tên tiếng Anh của nó là Paphiopedilum Su Kha Kun Li. Và anh em chơi lan hài thì thường hay gọi nó là hài Su Kha Kun Li. Rồi, và cái cây này thì khi mà nở hoa ấy, mọi người, thì nó cho ra cái mặt hoa cực kỳ lạ mắt luôn. Tức là cái bông thứ nhất là bông rất là to nè. Và thứ hai lâu tàn, cùng với đó là cái phần cánh vai lưng và cánh lưng của nó thì rất đặc biệt. Hai cánh vai thì nó có thêm những cái phần lốm đốm nhìn màu nâu nâu đen đen đó. Nhìn rất là mắt ha, đốm đen. Và trên vai lưng nó thì trên nền trắng là những cái đường vân màu xanh rất là mắt luôn. Nhìn sơ qua thì mọi người có thể thấy nó gần giống như cái cây hài Vân Nam của Việt Nam mình. Tuy nhiên thì về sự khác biệt cũng như là phân bố những cái họa tiết ở trên cái mặt hoa thì tạo ra cái nét rất riêng biệt cho nó đó. Và cái cây này thì mọi người có thể thấy là ngay khi bà con hái từ rừng về xong là được vận chuyển về tới Tây Nguyên ngay lập tức luôn mọi người. Tuy nhiên cái quãng đường xa nó cũng phải mất 1-2 ngày mới về tới nơi. Chính vì vậy thì khi mà hái cây nó rất là xanh tươi, nhưng mà khi mang về đây thì mọi người cũng thấy là nó cũng có hơi chút héo héo đi rồi. Nhưng mà chính nhờ những cái việc héo như vậy thì về mọi người chăm nó mới khỏe. Về héo héo chúng ta chăm tưới vài bữa nó hút ẩm nó căng lại ngay. Chứ không mà để ẩm mà gửi cái quá trình đi xa mọi người là nó dễ bị thối lắm nha. Và mọi người nhìn sơ qua nè, cái cây này cái đặc điểm lá của nó cũng khá giống như cái cây lan hài Vân Nam của mình. Tuy nhiên thì em cảm giác sờ vào nó mỏng hơn và cái mặt vân lá nó cũng có nhiều cái điểm khác biệt mọi người. Về các bạn chị chúng ta mà có hài Vân Nam của Việt Nam mình ta về có thể là để hai cây cạnh so sánh để nghiên cứu sự khác biệt của nó mọi người nha. Rồi, tất nhiên thì mọi người phải sưu tầm được hai loại đó. Rồi hôm nay trước hết thì em chia sẻ cái cây hài Su Kha Kun Li này trước để cho anh em ta sưu tầm nhé. Bác nào chưa có cái cây lan hài đặc sắc của rừng Lào này thì mọi người có thể là sưu tầm để chúng ta hoàn thiện cho mình cái bộ sưu tập luôn. Và nay em chia sẻ cũng với cái giá gọi là anh em dễ sưu tầm cực kỳ nhất luôn rồi mọi người nhé. Bởi vì em chia ra đây mỗi phần là nó được 3 cây và giá cũng chỉ là 100.000 phần, và em sẽ có đánh dấu thành từng phần luôn. Trong đây có tổng nay về được tổng 16 hình nữa mọi người. Dành cho 16 bác sưu tầm thôi mọi người nhé. Chứ cái cây này thì thực sự là muốn kiếm thêm thì nó cũng rất là khó, bởi vì đây cũng là một cái giống lan quý hiếm mà khó tìm. Rồi bây giờ em sẽ quay lần lượt từng hình, thì anh em thích mô hình nào cứ báo em nhé. Và mọi người lưu ý là giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển chắc tầm cỡ 30.000, do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng ha. Về anh em cứ trồng chăm sóc rất đơn giản, loại này thì về cứ trồng y chang như cây lan hài Vân của mình thôi mọi người, nói rất dễ thân thôi. Và đặc biệt mọi người, cái lô này là một cái lô nở hoa xuân, hoa Tết mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy là có một vài dề là nó có hơi nhú nụ rồi nè. Số một vài dề nó bắt đầu nhú nụ. Bà con kêu là chỉ có cái vùng này là cây nó mới cho ra cái dịp hoa Tết mọi người nhé. Nên là khi mà hái về được thì cũng khá là mừng. Trong đây thì nó chỉ có một vài cây là bắt đầu nhú nụ rồi. Còn về anh em có gì chăm cho nó nở nụ thêm ha. Rồi. Đây, đầu tiên là hình số 1 giá 100.000. Đó, được thứ nhất là một cây này, và thứ hai là một chùm mấy cây luôn nè. Rồi thứ ba đây thêm cây nhỏ nữa. Rồi hình số 1 này giá 100.000 mọi người nhé. Tiếp theo là hình số 2 giá 100.000 luôn. Đây này thì nó nguyên về ba cây luôn mọi người nhé, nguyên về ba cây, một hai cây cho anh em thích hàng nguyên về. Ba cây nó mọc chung một bó một chùm nè, bà con người ta hái rừng người ta nhổ ra nè. Số 2 giá 100.000. Tiếp theo là số 3. Số 3 cũng vậy mọi người. Đây chùm này đang có nụ nè, nhú nụ ha. Thêm một cây nhỏ đây nè. Rồi hàng dê ha. Số 3 100.000. Theo là em sang hình số 4. Số 4 đây, một cây nè, hai cây nè, nhú nụ ha, ba cây. Rồi hình số 4, 3 cây, giá 100.000 luôn. 100.000 thôi mọi người, rất rẻ ha, để anh em sưu tầm. Hình số 5,
100 ngang nè, đang nhúng đồng nha. Hai, ba, số 5, 100 ngàn. Số 6, một, hai, ba, hình số 6, 100 ngàn. Số 7, 1 nè, 2, 3, số 7, 100 ngàn. Số 8, 1, 2, 3, số 8, 100 ngàn. Số 9, 1 nè, 2, 3, số 9, 100 ngàn. Số 10, 1, 2, 3, số 9, 100 ngàn. Số 10, 100 ngàn nha. Tiếp theo số 11, cũng 100 ngàn luôn. 1, nhú nụ nè. 2, cũng có nụ nè. 3, rồi số 11, 100 ngàn. Số 12, cũng 100 ngàn mọi người. 1 nè, 2 nè, 3, số 12, 100 ngàn. Số 13 cũng 100 ngàn luôn. 1 nè, 2, 3, rồi số 13 cũng 100 ngàn. Số 14, 100 ngàn. 1 nè, nhúng nụ luôn rồi. 2, 3, rồi số 14, 100 ngàn. 15, 1, 2, 3, số 15, 100 ngàn. Số 16, 1 nè, 2 nè, 3, rồi số 16, 100 ngàn. Rồi, tổng cộng là em có 16 hình. Anh em có sưu tầm hình nào thì cứ liên hệ với em nhé. Giá 100 ngàn mỗi hình và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển tầm 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Anh em sưu tầm thì thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được. Được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nhé. Đúng hàng như quay thì mọi người nhận hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Hôm nay là hài Sukha Kunli mọi người nhé.